này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Cái gì vậy? Alo, người ta chơi game một mình thì thôi đi, mấy người có thể tách ra. Đây đây. Trời ơi, sao tôi thấy cái bỏ sắt này là nghe oách nhất đó mọi người rồi. Ok. Sao tôi thấy lúc nãy cái bạn bò gỗ nó còn nhìn ngầu hơn bọn bò sắt này vậy. Nhưng mà không sao, đi nè. Lớp kim cương cầm trên tay, vui bay đến cho bạn bò và bạn bò kim cương. Tuyệt vời quá là xịn luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ có kim cương sử dụng đến hết cuộc đời này. Hai loại ném ra nha. Đầu tiên đó chính là Enderpearl. Đó, chưa có gì đâu nha. Và thứ hai đó chính là Blade Rod này. Thì bạn ấy sẽ kết hợp lại trở thành Ender Blade. Xin chào các bạn, mình là Kamui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nè. Trước khi xem video, các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe. Và đừng quên chuông để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên nhấn cho hết nút thêm vào mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem video, nếu các bạn thấy quảng cáo thì mình sẽ một cái quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thể tìm một gà rất đáng xanh nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay, Kamui sẽ nâng cấp bạn bò. Bình thường mọi người sẽ thấy là bò thì có cái gì đâu đúng không? Nhưng các bạn chờ xíu, các bạn cứ kiên nhẫn xem video một xíu nữa thôi thì các bạn sẽ biết là tại sao Kamui có thể nâng cấp được bò. Mà nâng cấp bò là sao? Bình thường bò chỉ có một cái hình dáng như thế thôi mà. Nhưng mà bây giờ điều đầu tiên cũng như là điều duy nhất, mọi người có thấy đằng xa kia không? Mọi người nhìn nè, đó, đằng xa kia có một ngôi làng. Và Kamui thì sinh tồn, các bạn biết rồi đấy. Trời ơi, cái này không phải là Kamui dàn xếp hay gì đâu, cái này thực sự luôn là may mắn đó mọi người. Tự nhiên Kamui cứ quay trái quay phải thôi, và đập vào mắt Kamui đó là gì? Là một cái làng. Trời ơi, cái làng thì có sẵn đồ ăn, tôi còn phải làm gì đâu. Kamui cần phải làm gì đúng không? Có phải làm gì đâu, tự có sẵn đồ ăn rồi. Và một khi mà đã có đồ ăn ấy, thì cái việc mà để có thể gọi là kiếm đồ đạc này xong rồi cũng như nâng cấp thì cái đấy là quá là đơn giản luôn đó mọi người. Trời ơi, nó là siêu đơn giản luôn ạ. Ok, và Kamui đập lúc cái này là Kamui sẽ có 7 cục gỗ. Và tất nhiên rồi, con số yêu thích của tôi dừng lại ở đây là quá đủ rồi. Yes, bây giờ thì chúng ta cùng quay chỗ làng nha. Ồ, có anh dân làng luôn này, có cả. Mọi người thấy lúa không? Mọi người thấy lúa không? Mọi người phải thấy, đồ ăn mà chúng ta phải thấy chứ. Bên này có một bạn bò luôn nè. Trời ơi, quá là tốt luôn. Ok, bây giờ Kamui sẽ đi lấy đồ ăn này. Xong rồi Kamui sẽ làm một cái ngay cho các bạn biết là thế là bằng cách nào để Kamui có thể nâng cấp được bò nhé mọi người. Trời ơi, bình thường các bạn sẽ thấy một bạn bò màu nâu không? Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều các bạn bò luôn nha. Bình thường thì Kamui chỉ có TNT này, hoặc là những cái đồ vật này, hoặc là vật phẩm luôn. Nhưng chưa bao giờ Kamui động đến những bạn bò này cả. Thì ngày hôm nay đã có thì nha. Nha. Wow. Cái gì vậy? Alo, người ta chơi game một mình thì thôi đi, mấy người có thể tách ra. Đấy lại nhìn tôi. Ê, cái này có phải là gọi là khinh thường tôi không mọi người? Cái này đích xác là khinh thường tôi nha. Đấy, người ta nói một lúc thì mới tách ra rồi lại đến gần nhau. Rồi tao muốn sao? Rồi tao muốn sao? Alo, người ta chơi game một mình thì không, cứ phải tự một mình tách ra đi chứ, để chơi người ta bạn bè với nhau, xếp sập sát với nhau. Ồ, có đồ ăn này khoan, nhưng mà nói chung là cái này chỉ là đối với Kamui hiện tại thôi ha. Thì nó chỉ là đồ ăn thôi, mà cái làng này giàu lắm nha mọi người. Tính ngay nha, từ nãy đến giờ là Kamui để ý là có út mèo này. Ơ, khoan, mèo không sợ người hả? Theo trí nhớ gọi là ngắn hạn của Kamui, trí nhớ kém cỏi của Kamui thì là mèo sợ người chứ ta. Ủa gì kỳ lạ á? Hello, bạn nói bạn không sợ mình hả? Cái gì vậy bạn ơi? Oh my god, lần đầu tiên chắc là do phiên bản mới á mọi người. Mà Kamui phiên bản mới thì Kamui không có cập nhật được nhiều. Rồi ok, và bây giờ thì Kamui sẽ chế tạo công cụ nha. Ok, và để nâng cấp được cái bạn bò ở đằng kia, đâu rồi, đây cái bạn ở đằng này, thì Kamui cần một thứ, đó chính là 84 khối thì chúng ta đá cuội nha mọi người. Tức là bây giờ Kamui phải đào khéo, phải gãy cái cốp này mất đó mọi người. Thì để nói chung là làm sao để có được 84 quặng. À đâu, không phải quặng, nhầm. Xíu nữa thì mới cần quặng nữa nha. Nói chung là chúng ta sẽ nâng cấp từ mọi người. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cứ cần đá. Và từ Kamui đào một xíu. Đấy, Kamui vừa nói vừa đào thôi, đã được 19 là gần 20 rồi này đó. Và bây giờ thì cứ đào thế này thôi.
Ok, và ngoài cần đá ra thì Camui cần ít nhất 3 quặng sắt nữa mọi người. 3 quặng sắt để làm gì? Tại vì nghĩ đến bò thì các bạn sẽ nghĩ là khi mà có bạn bò đi, hoặc là chúng ta gọi là uýnh bạn ý để lấy thịt. Còn hoặc là bước thứ hai chúng ta sẽ uýnh bạn ý để lấy không phải uýnh, lấy cái xô ra để lấy sữa nha mọi người. Trời ơi, siêu nhiều tá luôn nè. Alo, đây là sắt chứ. Mà khoan, để nâng cấp bạn các bạn bò, nói chung là Camui sẽ có rất là nhiều cách để nâng cấp luôn. Nên là Camui sẽ cần rất là nhiều công cụ, ví dụ như là hiện tại là Camui đang cần đá này, à nhầm, cần sắt này, à đừng nói cái gì vậy trời. Ok, Camui hiện tại đang cần đá đã xong. Khoan, trời ơi, cái gì mà nhiều quặng dữ vậy trời. À, trên cơ bản thì từ nãy đến giờ Camui vẫn chưa nói là Camui cần cái gì đúng không? Thì để Camui nói, đó chính là Camui cần cái xô nha, để lấy sữa đó mọi người, nếu không thì làm sao mà lấy được sữa đúng không? Nhưng mà lần này bò nó sẽ rất khác biệt, và sữa này nó không chỉ là sữa, mà sữa còn là cái thứ khác nữa nha. Rồi bây giờ thì tôi cần là nó nung. Rồi, yes. Ở đây Camui đã có cái xô rồi này. Và bây giờ chúng ta cùng đi lên thôi, tại vì Camui đã đào được 64 quặng sắt rồi. 60, à nhầm, cái này là đá, trời. Và với 64 quặng đá này kèm với một xô nước thì Camui có thể làm gì với cái bạn bò thân yêu của chúng ta đây? Đây đó, đen. Đây chính là bạn bò của chúng ta đây. Ơ khoan, Camui nhớ là trong một khu, khi mà trong một số chỗ thì nó sẽ phải là 4 con bò chứ, tại sao ở đây có mỗi một con bò vậy? Ủa gì kỳ lạ vậy? Cái này kỳ lạ lắm luôn á, tự nhiên có một mình mãi lẻ loi cô đơn khổ thân mãi quá vậy. À đây đằng kia, ở đâu đấy là gà. Trời ơi, gì kỳ lạ vậy? Nói chung là kệ đi. Đây, bây giờ Camui đã có 64 đá cuội rồi. Và sau khi bạn bò à, bạn có thể thay đổi được không? Không bé ơi. Bạn bò bảo với tôi rằng không, nhưng tôi sẽ có đến là hay cha. Nhầm, Camui phải ném chứ nhầm. Đây, đó. Bạn bò của chúng ta đã biến thành một bạn bò bình thường, biến thành bò đá. Cái hình sao nghe nó kỳ quá vậy? Bò đá là tôi muốn nghĩ đến bò khô mọi người. À, ấy, bò khô, thịt bò khô. Trời ơi, ngon quá vậy. Không. Bây giờ Camui có xô rồi đúng không? Thì Camui sẽ múc sữa ra thì nó sẽ lại ra là sữa bình thường đúng không? Nhưng no. Và chúng ta sẽ sử dụng như thế này, đó chính là chúng ta sẽ ném ra đó. Và chúng ta sẽ có một loại, đó chính là xô đá nha mọi người. Và sau khi xô đá này là đá cuội nha, chứ không phải là cái đá lạnh nha mọi người. Thì chúng ta sẽ tần đó, các bạn thấy không? Camui sẽ có 15 block đá. Và bây giờ Camui cần là gì? Tính ngay như thế này coi như là Camui có đá tự nhiên luôn này đó. Tức là Camui cần bấm như này thôi. Camui ném ra cho bạn bò này cái sữa này đó anh ạ. Cái xô xong đó thì Camui tích ra. Ô trời, sao anh muốn cái gì? Anh muốn cái gì? Em có động gì lên bánh nhìn em. Trời, có hay em chỉ là chăm sóc cái bạn bò này thôi mà. Đấy, trời ơi, thế này là Camui sẽ có đá miễn phí. Nhưng mà mỗi tội cái này, khoan nha, cái này vô lý nha. Đáng nghe bò đá quậy phải cho Camui đá quậy chứ. Nếu mà cho cái đá này đúng không thì Camui chúng ta sẽ có tác dụng để xây nhà này. Chứ còn nếu mà một Camui muốn đá quậy thì Camui vẫn phải đào ra. Rồi đá quậy làm chi đó. Trời ơi, cái nâng cấp, nói chung là nâng cấp mấy level 1 đấy mọi người thì nó khá là bình thường. Đây, nó cũng là bình thường như này thôi. Nhưng nếu với những cái loại block khác thì sao? Ví dụ như là sắt, vàng, kim cương, hay bây giờ sẽ là netherite. Nó sẽ là một thứ rất là tuyệt vời đấy nha. Và bây giờ thì Camui sẽ đi kiếm nguyên liệu thôi. Trời, kiếm nguyên liệu nó khổ lắm mọi người. Nó có dễ dàng gì đâu. Thôi anh bò ơi, anh ở đây hoặc là em sẽ tìm các anh bò khác để em nâng cấp nha. Còn anh thì nói chung là cũng đẹp, em cảm ơn anh, thôi cho em xin miếng sữa đó, để em gọi là uống sữa nhiều một chút để tăng chiều cao. Khoan, hai ông dân làm kia, các ông làm gì? Tôi biết là tôi có đây một mình rồi, các ông lại còn chơi trò cặp đôi nữa hả? Tôi cũng muốn có cặp đôi chơi cùng chứ bỏ. Khoan, dừng lại khoảng chừng hai giây, mọi người bình tĩnh. Tôi chợt nhận ra là nó không chỉ là cái đá không, cái đá là level 2 rồi mọi người, là có tiện và có nhiều hơn đó mọi người. Còn bây giờ thậm chí nha, với cái gỗ này thôi mọi người có tin nó sẽ có bò gỗ không? Tức là có bò gỗ nha. Đây, từ từ đâu rồi, bạn bò đâu rồi? Đây, trời ơi, bạn chạy sao vậy? Đây, mọi người bình tĩnh nha. Đây, Camui sẽ ném cho bạn một block gỗ và bạn ấy sẽ trở thành một bạn bò. Màu này khá, tính ra mọi người thấy không? Màu này là màu giống cái mấy cái bạn bò ngoài đời thật ở Việt Nam mình luôn nha. Còn cái màu nâu kia là màu của bò sữa nữa mọi người. Và bây giờ Camui sẽ chúng ta phải uống sữa đấy. Trời ơi. Ok, bây giờ Camui sẽ ném ra và chúng ta sẽ có gỗ miễn phí. Đây, Camui sẽ ra đây. Đó, trời ơi, nhiều gỗ vậy. Ui gì nhiều vậy? Ê, tận 56 cái gỗ này luôn và 42. Từ từ, nãy là Camui có bao nhiêu ra từ?
từ, bây giờ chúng ta làm lại là biết liền nè. Từ từ nha, bây giờ Camu sẽ vứt cái này đi à, vứt gỗ đi này đó. Bây giờ Camu sẽ làm lại ném ra đây là an toàn chính xác 100% này. 43 cái gỗ này, ông khoan, 31, khoan, là lúc ha, Camu hiểu rồi, tức là chúng ta sẽ hên xui nha. Đây này, đây là đó, chúng ta sẽ ra cái ván gỗ hoặc là ra nguyên cái cục gỗ này thì nó sẽ là hên xui nha mọi người. Khoan, sao lúc bây giờ nó không ra cái gỗ thử? Đây đây đây, gỗ đây đây đây, gỗ xịn đó. Và chúng ta sẽ có gỗ mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ hết. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm các nguyên liệu khác để nâng cấp bạn bò này thôi. Get go. Và nguyên liệu đầu tiên để chúng ta có thể nâng cấp được bạn bò đó chính là sắt đó mọi người. Và Camu cần một hạt. Ê khoan khoan, dừng lại khoảng chừng 2 giây. Camu có bỏ đủ ba lốc sắt rồi mà, ăn nó. Trời gì vậy Camu? Yes, rồi sau khi thời gian nung thì Camu đã có khối sắt rồi nha mọi người. Đâu bạn bò đâu rồi? Ủa, biến mất đâu rồi? Ủa, nãy giờ vẫn còn đây mà. Ôi, bạn đừng bạn đấy. Trời ơi, màu giống màu đất quá. Trời ơi, bảo sao lại lên cấp thấp là đúng rồi, giống màu đất quá làm gì. Và bây giờ chúng ta cùng nâng cấp bạn bò này trở thành bò sắt nào. Trời ơi, bò sắt nghe lô quá chưa này. Từ nãy giờ nghe ra bò gỗ này, xong rồi bò đá này, xong rồi trời ơi, sao tôi thấy cái bò sắt này là nghe quá nhất đó mọi người. Rồi, ok. Sao tôi thấy lúc nãy cái bạn bò gỗ nó còn nhìn ngầu hơn bọn bò sắt này vậy. Nhưng mà không sao, điều quan trọng là chúng ta có cái gì. Ê, ủa sao không nâng cấp, ủa à, đây hết hồn rồi đấy. Nhưng mà bù lại chúng ta có viên sắt và khối sắt. Ủa khoan ạ, một phát nữa này là Camu đã có rất là nhiều sắt luôn nha. Trời ơi, sắt vĩnh viễn, sắt vĩnh cửu nha. Và nếu mà Camu muốn có thêm á, hoặc là khi mà Camu nâng cấp á thì Camu chỉ cần đổi ném gỗ cho bạn ý nè, hoặc là Camu ném đá cho bạn ý là bạn ý cũng nâng đổi thành nói chung là đây là bò đa di năng nha mọi người, đây là bò đa năng nha mọi người. Ok, bây giờ Camu có siêu nhiều sắt luôn. À khoan, Camu nhớ là hình như có bò ngọc lục bảo hay sao. Từ anh dân làng, từ Camu phải tìm anh dân làng đổi đồ đó. Khoan để xem là mấy anh ý nhận đổi đồ cái đồ gì á mọi người. Đây ở bên này lại nữa, cái gì nữa vậy, biết người ta chơi game một mình như sao vậy. Lúa hả? Camu cần bao nhiêu ta? Trời ơi, bây giờ Camu phải trồng lúa rồi. Tại vì các bạn biết sao không? Tại vì chúng ta cần nguyên một block lục bảo mới được cơ. Yes, bây giờ Camu đổi một phát được 18 viên ngọc lục bảo luôn. Và bây giờ thì Camu sẽ chế tạo nó trở thành block lục bảo nha. Đó, block lục bảo đây thì đơn giản thôi. Đó, chúng ta có một block lục bảo. Và sau đó thì mọi người hãy nhìn đây lục bảo yêu quý của tôi. Và bạn bò, chúng ta vẫn ở đây nha mọi người. Và bây giờ bạn bò khi biến thành bò lục bảo thì sẽ như thế nào? Đã. Sao nhìn nó không được ngầu cho lắm, nó không được đẹp cho lắm. Nhưng nó không quan trọng. Đúng rồi, không có gì là quan trọng bằng như thế này hết. Oh my god, cái gì vậy? Từ một bò lốc lục bảo các con ném ra và bãi cho các con nguyên hơn một stack cái luôn. Trời đất ơi, thế này thì tha hồ làm giàu luôn. Làm với anh, với mấy anh dân làng này là Camu đang là đại gia nha. Camu đang là giới siêu giàu luôn rồi mọi người. Trời ơi, cái gì đó, siêu nhiều lục bảo. Từ bây giờ để Camu nhớ xem là tiếp theo là sắt này, à xong rồi đến vàng này, xong rồi kim cương nữa. Trời ơi, siêu nhiều nha. Vàng. Trời ơi, cái gì chứ, tôi hứa với mọi người là vàng chưa bao giờ là khó kiếm với Camu nha. Chỉ đơn giản là chúng ta xuống hang á là có rất là nhiều vàng, nhưng vấn đề làm chỗ là đó giờ chúng ta tận chê thôi. Camu lúc nào cũng tải ạ. Đau, em xin lỗi. Thật sự luôn là lúc nào cũng chê vàng hết á. Tại vì đó giờ vàng với Camu là gần như là không có tác dụng, chỉ để hoặc là... Oh my god, hai bạn Axolot. Trời ơi, các bạn yêu. Hello, Lily. Có cả lapis sao? Camu cũng cần lapis nha. Camu cần một khối lapis cũng để nâng cấp nha mọi người. Có bò lapis nha. Trời ơi, hello bạn. Chào bạn yêu nha. Tính ra bạn này là bạn màu xanh của Sim này, bên này là bạn màu vàng này, mà không, tính ra không có bạn Axolot là màu xanh lá nhỉ. Hơi chê nha, nhưng mà thôi không sao. Đúng rồi, có Camu cũng cần cả hắc diện thạch nữa, nhưng mà Camu chỉ cần một khối thôi. Khoan, bình thường á Camu hay lấy cúp kim cương để đào hắc diện thạch, nhưng mà cúp sắt có đào được hắc diện thạch không ta? Hay là nó chỉ nâng thời gian thôi nhỉ? Từ từ để Camu đào thử coi. Trời ơi, bạn kia phải đi tà tít vào đằng trong kia rồi nè. Nhưng mà ở đây thì Camu không cần đá đỏ cho lắm nên là Camu sẽ không đào. Còn bây giờ từ bình tĩnh để Camu chặn cái chỗ này lại đã. No, tôi quên mất. Nếu mà tôi chặn thì bạn Axolot không có nước. Không được. Quên mất. Trời, mình xin lỗi bạn, mình thật là ác độc, mình là kẻ khốn nạn. Mình xin lỗi bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng đào thử nha. Tại vì cái nước này nó khá là chắn tầm nhìn nên là Camu không biết là Camu
Mui có thể đào được bằng với cái cúp đá này, à cúp sắt này hay không, các chuyện thạch các mọi người. Nhưng mà khó nhìn quá mọi người, từ từ để tôi tìm một cách nào đó, để Camui tìm một cách nào đó để cho dễ nhìn, chứ còn thế này thì không có được, khó nhìn quá. Đây đây đây, Camui sẽ đào bên này, đào bên này thế được hơn này. Và bây giờ thì Camui sẽ lên và Camui sẽ chặt cái nước ở trên này lại. Đấy thôi, hình như mọi người bình tĩnh, hình như là Camui thấy cái vân nó lên nhạt đó lắm, mọi người thấy không, mọi người có thấy sự thay đổi của cái block không? Tại vì nó khá cái hắc diện thạch nó khá là đen, nên là Camui không thể làm mà nhận ra được là rốt cuộc nó có lên hay không. Nhưng mà hình như nó có lên nha. Trời ơi, tôi đào ấy tôi biết tại sao mà bình thường tôi hay phải kiếm kim cương để đào hắc diện thạch rồi, tại vì cúp sắt không đào được nha. Quê quá. Ok, và bây giờ Camui đang nung sắt nha. Và trong thời gian chờ đợi thì trời, bạn ý lại bỏ tôi rồi. Bạn ý lại bỏ tôi là nước rồi mọi người ơi. Thì trong lúc này, tôi phải chế tạo ra cái lapis đã mọi người. Cái lapis là chính là cái này. Nó hình như nó là ngọc lưu ly, nếu Camui nhớ không nhầm. Đây, và mấy cái lapis này bạn bò ơi, bạn sẽ trở thành bò lapis. Đây là mọi người. Đăng. Đó. Và mới sẽ trở thành, ê nhìn cái này, nhìn cảm giác nó kiểu khác nha, nhìn nó gọi là sang chảnh hơn này. Chứ còn lúc nãy á, cái bạn bò sắt với cả cái bọn bò, mấy cái bạn bò khác nhìn nó không kiểu ngầu cho lắm á. Ok, và theo các bạn, cái bạn bò lapis sẽ cho chúng ta cái gì đây? Mà các bạn sẽ nghĩ là bò ngọc lưu ly á, thì ra ngọc lưu ly thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà Camui nghĩ nó sẽ ra một cái gì đó khác nữa nha. Đâu ơi, mất tiêu rồi, trời đi hoài. Cái vòng đúng một đường tròn luôn á, trời. Ok, trời, bạn ơi đi, bạn đừng đi, để cho mình nói nghe này, cho mình một xíu đã, từ mình đi. Đây set, enchant set, tức là chúng ta sẽ có đồ enchant. Wow, ra rất là nhiều ngọc lưu ly, chẳng lẽ chỉ có ngọc lưu ly không? Tại vì Camui nhìn này mọi người có kinh nghiệm. Hey, cả một mọi người biết sao không, khi mà Camui ném ra cho bạn ấy nha, thì ở cái xô này nè, từ từ cá nhìn cái ấy nhở. Đây này, ở cái xô này các bạn thấy không, nó sẽ có biểu tượng của cái gì đó, cái chai kinh nghiệm á. Và không hưởng công, Camui nghĩ đúng nha mọi người, nó sẽ rớt ra chai kinh nghiệm như này. Và Camui chỉ việc lụm. Ê bà ông ấy gì vậy, ông dân làm tính ra đây gọi là lụm kinh nghiệm của tôi hả? Đi cho khác đi, xuống đó. Trời ơi, siêu nhiều kinh nghiệm nha. Và tất nhiên rồi, chúng ta có thể có sách nè, chúng ta có thể bàn đèn chan. Ê, tính ra bàn đèn chan này cũng tốn lắm nha. Bàn đèn chan là phải một kim cương với ba hắc diện thạch nha, cũng tốn đồ chứ bộ. Ok, đó là chúng ta sẽ có, đấy là với cái bạn bò gì ta, bò lưu ly nha. Đây, Camui sẽ có đồ gì Camui sẽ cất hết vào đây nè. Và tiếp theo chúng ta đến với bò vàng. Và bò vàng thì chúng ta sẽ sử dụng cái khối vàng như này, và chúng ta sẽ ném ra nha. Ok, từ bạn bình tĩnh, đó, bạn bò vàng nhìn không ngầu cho lắm, mày nhìn cứ giống mấy bạn lúc nãy rồi. Nói chung là sẽ trở về đây, chúng ta sẽ có vàng, đang siêu nhiều vàng luôn nha. Trời ơi, cái này á, ê tính ra mọi người nghĩ mà xem, cái này mà nếu mà có một cái bạn bò như thế này ở bên ngoài đời thì chúng ta sẽ có rất là nhiều vàng, thì chả mấy mà giàu luôn á. Nhưng vàng chưa đủ, kim cương mới là giàu, nên là đi kiếm kim cương thôi. Get go. Wow, trời ơi, tưởng gì kim cương quá là dễ với Mui. Còn bây giờ thì từ mình đi cái chỗ nào, chứ chỗ này hơi nguy hiểm nha, dính lava thì hơi bị nguy hiểm nha. Bây giờ chúng ta phải từ bình tĩnh tham nào, chúng ta phải lấp hết những cái chỗ này đi này, đó như thế này thì chúng ta sẽ mới là an toàn nha mọi người. Và đào khu xung quanh đi đã. Ok, không có gì. Mà lúc này là bờ lúc gì ta? Bờ lúc này là túp. Camui không nhớ cái túp nó nghĩa là gì, có bạn nào biết túp không? Hoặc là hay là xung quanh ở không, ở trong cái này thường những cái này nó sẽ bao bọc cái gì nhỉ? Bao bọc cái từ từ Camui quên mất, nó là cái block màu tím ấy mọi người, thường sẽ là thế. Từ từ để Camui đào thử xuống coi, nhớ đâu là chúng ta sẽ tìm thấy block màu tím đấy thật luôn đó mọi người. Và hình như là chúng ta cũng có thể nâng cấp bò từ cái block màu tím đấy luôn đó. Trời ơi, xịn quá ta, xịn quá. Không có gì hả? Ủa, không có gì hả? Thì lừa ơi, trời ơi. Tôi không tin là đào không ra, tại vì thường cái đấy đã xuất. Khoan, thì đây phải là cái này mới đúng này. Ê, cái này là, oh my god, ra thật, trời ơi, ra thật block này. Khoan, đằng kia có zombie thôi, mình lấy một block rồi mình chuẩn đó mọi người. Thì cái này chúng ta chỉ cần một block thôi, chuẩn. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng biến bạn bò rồi. Bạn tôi biết ngay mà, bạn bò kiểu gì cũng thích la liếm ra đây lắm nha. Tôi thề với mọi người là bạn bò rất thích đi ra cái vị trí rỗng này nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng Amethi, thật ra cái này tên tiếng Việt là gì các cũng không biết luôn á mọi người. Nhưng mà nếu mà bạn bò biến thành màu tím thì sẽ của bạn có biết được không nhỉ? Hay là mình nhầm nha? Tôi không nhớ nhầm nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng xem bạn bò và cái này là đá, cái này hình như đá quý, đá tinh thể, đá. Ok, quên rồi, ok bỏ đi. Ok, và chúng ta sẽ có
ta sẽ có được rất là nhiều này. Ơ Camui nhớ là nó có một cái dạng nữa mà đây cái dạng này, dạng tinh thể. Ok là dạng tinh thể đó mọi người. Và tiếp theo khoan, Camui có kim cương nha mọi người. Lên là lớp kim cương cầm trên tay, Mui bay đến chỗ bạn bò và bạn bò kim cương. Tuyệt vời quá là xịn luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ có kim cương sử dụng đến hết cuộc đời này. từ mình bạn ơi, cho mình xin ít kim cương nha. Trời ơi, đây, tính ra có kim cương như này á là Camui có thể đào được hắc diện thạch rồi nè. Và sau đó từ từ để Camui xem là để Camui kiểm tra lại nha, để xem là Camui có thể nâng cấp được bạn bò như nào. Chứ còn bây giờ nha, hiện tại là bạn bò kim cương là với Camui là bạn bò kim cương này là xịn nhất rồi, không thể có bạn nào mà có thể giàu có hơn bạn bò kim cương này. Nhưng mà Camui vẫn sẽ đi tìm hiểu để thử xem là rốt cuộc là chúng ta còn những bạn bò nào nữa nha. Ok, và cũng như các bạn đã thấy ở đây thì Camui đã tổng hợp ra những cái bạn bò mà Camui có thể nâng cấp này. Thì ở đây là có một bạn bò Camui đã nâng cấp rồi, đó chính là bạn bò Obsidian. Em xin lỗi, mình xin lỗi. Và điều đặc biệt hơn ở bên này đó chính là Block Netherite. Thì trên cơ bản là Camui không tìm được, Camui không biết tìm. Yeah, ok, và bây giờ thì Camui xin ném. Đó, và chúng ta có một bạn bò bay màu. Ủa, chúng ta có một bạn bò bay màu. Ủa gì kì vậy? Ủa sao thành màu bò xám này? Trời, bò xám hả? Trời, cái gì vậy? Còn bò bên này, bạn này thì khá đặc biệt. Từ nãy đến giờ những cái bạn là khác á thì chúng ta chỉ cần một loại block. Nhưng với bạn bò đặc biệt này thì chúng ta cần có hai loại ném ra nha. Đầu tiên đó chính là NWP. Đó, chưa có gì đâu nha. Và thứ hai đó chính là Blade Rod này. Thì bạn ấy sẽ kết hợp lại trở thành Ender Blade Cold. Đây là cái bạn mà lạ, độc lạ từ nhất từ nãy giờ đó. Và bây giờ Camui sẽ lấy cái xô ra để thử xem là những bạn này sẽ có gì nha. Những cái bạn khác á thì Camui đã thử rồi, chỉ bây giờ Camui chỉ còn thử với cái bạn Cold này thôi. Xây hơi sai. Ok, và bây giờ thì Camui sẽ đi vào đằng trong nha, sợ bãi chạy mất ra mọi người. Đây, Camui sẽ ném ra này đó, và Camui sẽ có một cái bucket obsidian. Oh my god, bây giờ thì ra ngoài thôi. Và sau khi đó thì Camui sẽ có rất là nhiều obsidian. À, để làm gì thì Camui cũng chả biết nữa. Nếu mà với những người sinh tồn thì cái này có thể tạo được cổng địa ngục, nhưng mà cũng được có một lần nè. Hoặc là xây một cái cổng địa ngục siêu to khổng lồ. Ok đó. Còn với bên này, với cái bạn Nether Cold đó, Netherite Cold đó, thì chúng ta sẽ có, chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có So Netherite Cold. À, nhầm Cold là cái gì nhỉ? So Netherite thì chúng ta sẽ có quặng Netherite và khối, cái khối này nữa, Camui cũng không biết là khối gì luôn đó mọi người. Rồi, và đằng trong này, ê, bạn tính chạy đúng không? Mình biết bạn được chế tạo đặc biệt nên bạn rất thông minh. Ok, và chúng ta sẽ có nhầm xô. Đây, thì chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ có Enderpear và thêm que lửa và quả bột quỷ lửa luôn nha mọi người. Rồi, và bây giờ thì Camui sẽ tổng hợp các loại xô cho mọi người nhá. Rồi, và trên tay Camui đó chính là tất cả các loại xô ở đây đó. Đầy đủ các loại xô, từ gọi là thấp nhất đó là gỗ, và cao nhất với Camui đó chính là xô kim cương đó. Camui sẽ để thấp nhất và cao nhất ở gần nhau đó. Xài hơi bị nhiều loại nha. Và Camui đã nâng cấp thành công rồi. Yeah. Rồi, theo các bạn, bạn bò là cái bạn dễ làm nhất này, gọi là nói chung là bình thường nhất, thì các bạn hãy comment cho Camui biết. Và bạn bò nào đáng giá nhất, quý giá nhất thì các bạn hãy comment nha. Thì Camui sẽ biết được rằng bạn bò là xứng đáng làm hoa hậu của cái thế giới Minecraft này đó mọi người. Ok, và video của Camui đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe, và đừng quên chuông để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên hỗ trợ hết luôn tất cả mình nữa. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, yêu thương rất là nhiều. Bye bye.